Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn claim con token NFT các bạn. Thì để claim được con token NFT này, trước tiên các bạn click cái phần link mô tả của mình, các bạn join vào kênh Telegram group của nó các bạn. Và các bạn follow tại Twitter và retweet lên các bạn. Hoặc follow rồi tiếp tục thì các bạn copy cái link ghép này nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chút wallet mình ra nha các bạn. Hoặc là địa chỉ trên MetaMask cũng được, các bạn vào trình duyệt và browser. Còn trên dưới chút wallet thì các bạn mở một trash nè các bạn. Các bạn bắt địa chỉ các bạn copy vào các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ bấm gỡ. Các bạn lưu ý các bạn phải follow tại Twitter và join vào kênh Telegram group các bạn mới claim được nha tất cả các bạn. Rồi chương trình này góp này nó sẽ còn sạc máy quay phim chụp hình kỳ ta. Sẽ còn 4 ngày 16 giờ nữa kết thúc các bạn. Rồi tiếp tục các bạn dán địa chỉ BNB Smart Chain của tất cả các bạn vào các bạn. Thì các bạn copy trên địa chỉ trên dưới chocolate hoặc là gì đi. Các bạn dán địa chỉ BNB Smart Chain mình vào các bạn. Sao mình dán không được ta? Rồi các bạn dán địa chỉ BNB Smart Chain vào, bạn bấm vào claim các bạn, claim net. Vì hồi nãy trong web nó đang load nên mình claim dán địa chỉ chưa được bạn. Rồi tiếp tục quan điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào đó các bạn. Cộng anh Quỳnh 5981 và cộng .com. Rồi tất cả các bạn bấm vào verify nè. Tiếp tục thì nó có một cái email gửi về địa chỉ email của bạn mà. Có một cái mã code. Thì các bạn mở địa chỉ email của tất cả các bạn ra các bạn. Thì nó gửi về cho bạn một cái mã code, các bạn copy cái mã code này các bạn. Mua bot nè bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chút wallet các bạn ra lại, các bạn bắt vào đây các bạn. Thời gian có 1 phút nữa các bạn. Đâu người ta để trong web ổn luôn các bạn ơi. Rồi tất cả bấm don nha bạn. Trong web nặng ta. Reset. Ok như vậy bạn, các bạn chỉ có một cái link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ phân phối sau 7 ngày các bạn. Trong vòng 7 ngày nữa nó phân phối với các bạn. Thì các bạn cứ làm thử các bạn, mình cũng đang test, mình giới thiệu cho các bạn luôn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.